Thưa quý vị thân mến, Quýt làm cam chịu, tức là một cái game diễn rất là dễ thương. Những người làm ở đây, họ không chịu trách nhiệm, mà những người chịu trách nhiệm là đồng đội của họ ở bên trong. Nhưng ở ngoài này họ không hề biết những từ khóa cũng như những hành động cấm mà họ phải đối diện là gì. Thu Thủy ngày hôm nay là người sẽ lọt vào thử thách đó. Chúng ta chờ xem những con cọp, con báo và con beo trong khu rừng đó sẽ làm thịt con nai vàng là như thế nào. Vỗ tay nồng nhiệt cho sự hóa thân của Thu Thủy. Nín mẹ thương nha, đừng có khóc. Đừng có nín. Ôi lộn, đừng có khóc. Mẹ thương. Thủy ơi, ra cô biểu coi. Gì cô? Ôi, nè, con đẩy cháu đi một vòng đi cho cô sắp xếp giấy tờ xong rồi cô dẫn cháu ra ngoài chơi. Con đẩy con của cô đi một vòng thôi, đừng có khóc, nó quấy quá kìa. Trời ơi, một vòng bự đúng giúp rồi hả? Không biết hả? Rồi đẩy đây. Đẩy lại đây nhanh. Nè, bây giờ cô dặn nha, cô đi ra ngoài, cô dẫn cháu nó đi ra ngoài á, cho nó không có khóc nữa. Con ở nhà chăm sóc bà, tại vì bà giờ lớn tuổi rồi, già yếu. Cô yên tâm đi, con có con biết chăm cho. Không sao, con ở nhà, con đi ra ngoài chăm, ai coi kịch nữa, hiểu không? Có ông hàng xóm kế bên đang nghía bà, tuyệt đối không cho ổng lãng vãng qua đây, hiểu chưa? Rồi, ok. Cô về cô không thích đâu, có gì con hoàn toàn chịu trách nhiệm nha. Ôi, cho trông cháu mà. Ở nhà lo cho bà đó, nha. Thủy ơi, Thủy. Thủy ơi, đưa bà ra đi con. Dễ thương quá mày. Ê dạ. Ôi, ăn mà nặng quá vậy hả? Trời đất ơi. Con ngọt quá. Trời ơi. Bây giờ bà có ăn uống được gì đâu. Đừng có đẩy. Trời bà ơi, buồn đi quá. Về đâu đây? Đưa bà vô trong. Tôi nói lộ, đi dạo quanh nhà. À, đẩy. Bà buồn lắm ơi. Bà nhớ người yêu mà thôi. Đừng buồn. Con đẩy bà ra đây để bà ngắm qua bên nhà. Đẩy đi con. Bớt nó đi. Con ơi, đẩy tiếp đi con. Trời ơi, bà già ơi. Thôi ở đây nha, để con tự đi được rồi. Ủa, con đi đâu? Cháu, rảnh không? Dạ. Kéo qua ly vô giùm. Dạ, để con kéo giùm con. Bà Long ơi. Trời ơi. Thôi để đây luôn đi. Lâu quá mới gặp bà. Kéo cái vali. Trời ơi, trời vali nhiều đồ lắm trời ơi. Trả lương cho mày mà mày làm ăn gì kỳ. Bà nói con ngăn đuổi mày à. Kéo nó qua anh kia là ngâm làm việc chút coi. Bà này cứ để cái xe vậy nãy giờ mặt luôn mất hình. Ông để yên đó. Cái chuyện này không phải chuyện của ông. Ông để yên đó. À ông ngồi đi. Gái. Dạ. Ê, đem cái ba ly qua đây cho ông đi. Nó tên Thủy. À Thủy, qua đây coi coi. Nghe sẹt sẹt gì hoài luôn á. Không có. Tệ nó đi. Hết rồi nè, hết rồi. Chí ơi, cái thế này nói chuyện tên nó chói cậu. Đây qua đây coi. Đẩy qua đây coi. Đẩy qua lại đây gần chút. Đẩy. Đẩy chưa, đẩy tới gần xíu coi. Chào lên. Được rồi. Thủy con, ông mới mua mấy cái áo mới cho bà. Dạ. Ông mở ba ly ra cho ông soạn cái mắt kiến để đâu quên. Mở ba ly ra ông coi. Nghe tiếng sẹt sẹt trông quá mạnh luôn. Kệ nó đi. Bắn mạnh tới nỗi bà giao cái mắt kiến luôn. Trời ơi, nhà rụng tóc hết rồi đâu ra mà còn cài cái đó nữa ông nội. Trời ơi, ông muốn cưới bà sao?
Ông muốn cưới bà sao? Thấy ông làm lỗi gì nhiều lắm không? Ông nói cho con nghe, ông thương bà nhưng mà không ai mà chấp nhận hết á. Nhiều khi ông tủi lắm. Dạ. Hỏi bà đi. Sao bà? Đi vậy? Lãng tai. Bà kể cho ông nghe. Cái gì vậy? Bà bị lãng tai, con phải nói lớn lên bà mới nghe. Nó nói cái gì vậy? Bà kể cho ông nghe đi. Bà cái gì? Anh em ta té tua. Cái gì? Kể cho ông. Phát hiện rồi. Ê, nhỏ này nó hát hay lắm ông. Bây giờ tên nó cái tuổi này là có cái bài gọi là bài Cháu yêu bà lắm. Ờ. Vô. 2, 3. Bà ơi bà. À. Tôi yêu bà. Hay, yêu bà nè, bà lắm. Lắm. Dạ. Yeah. Ờ, đúng lắm. Rồi. Bà. Cháu sao nữa, cháu nắm bàn tay trên năm bàn tay khi cháu vâng lời cháu. Bà. Để bà gần gần ông xíu. Qua đây nói chuyện với tôi chút coi. À, ừ. Đây. Trời ơi trời. Bây giờ cất cái vali giùm ông. Đem lên lầu nghe. Sao hết nó. Quá rồi, cẩn thận đồ quý trọng không đó. Ờ, kéo vô. Bình thường thôi. À, nói bình thường. Ủa gì đó? Hiểu nha, hiểu nha. Rồi, em có kinh nghiệm rồi đó. Rồi, con kéo cái vali vô cho ông đi. Để ông đi tâm sự với bà chút coi. Đó. Bên hàng xóm có ai bị gì? Nghe la quá vậy. Trời, giống như bị cướp vậy. À, nói cướp ông mới nói. Trời ơi, trong đây ngoài cái quần áo ra còn rất là nhiều đồ vật quý. Kéo đem vô trong thì ra đây ông cho con cái này. Ờ, kéo vô bình thường. Ôi. Lẹ cho ông bà nói chuyện. Ờ, kéo vô. Trời ơi, trong luôn á, biết rồi nè. Con coi chừng cái giò con đó. Đi một giò thôi. Cẩn thận. Trời ơi. Ờ, bắt lẹ đi mà tán bay đầu lẹ. Đúng rồi. Đâu quá rồi. Để nó làm. Ôi trời ơi. Lâu rồi tôi với ông chưa chơi trò xe điện đụng ha. Trời ơi. Thủy Thủy giờ đúng con đã. Đẩy ông đẩy bà đụng qua đụng lại cho ôn lại tuổi thơ coi con. Thà chết không đẩy nha. Thà chết không đẩy. Thà chết không đẩy nghe rồi đó. Thôi đi giờ dày ông ơi. Ông có quà tặng tôi. Tôi cũng có quà tặng ông. Trời. Mở cái tủ ra giùm bà. Kéo rồi đó. Kéo rồi đó. Cái này là tự ăn nhắn nè. Non biết cơ. Hai đứa bắn đâu có biết. Đưa cho bà cái hai cái hàm. Răng hàm mặt. Đây. Còn cái nữa. Để dán chút, vô đâu con, có được con. Không, không dám cầm. Ông cầm đi. Cầm chỉ để cho bà tặng ông. À, bà tặng ông. À. Bà tặng ông. Cái gì vậy? Đấy, hả? Xa quá mày đẩy bà lại gần ông coi. Nhanh lên. Để con lấy cho. Tao thích đẩy. Đưa tận tay người tao chứ. Không có đẩy. Đẩy cho đàng hoàng. Đẩy vô. Đẩy ông ơi, đau lòng quá. Đồng đội chết hết trong kia rồi. Lấy cái chai dầu cho ông thôi. Máu, máu, máu. Máu, máu. Máu, máu. Máu cái điện lên. Ôi cái đồng đội máy rồi kìa. Máu điện nó đi. Máu điện nó đi. Đứa nào mà chưa lai bay. Con coi con thang miếng dầu lên đây cho ông con. Kéo cái áo xuống. Cái cổ nè. Thôi bà kéo đi nè. Bà mà kéo đi nè. Bắt cái tàu Em điên rồi không anh. À thôi giờ con ông đi về. Đúng rồi về đi thả nó đi. Thôi ông ơi. Thủy à.
À. Ai đây? Thôi, ra cô biểu. Đẩy cháo vô cho cô. Yên rồi, yên rồi. Không sao. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Rồi, đặt xuống đây. Nhỏ không? Đặt xuống đây. Xe đẩy mà không đẩy mà khiêng không vậy. Không kịp đi. Đi ra luôn, chạy ra luôn. Chạy luôn. Không dễ nào. Thôi. Không dễ nào. Thưa quý vị, đây là lần đầu tiên mà từ mùa 1 tới mùa 2 tới mùa 3 mà khách mời bị bắn mà cái máy sạc pin nó sạc không nổi luôn. Ông bà rồi gì nữa? Đẩy. Rồi gì nữa? Kéo. Sao chị biết mà chị vẫn làm? Chị không biết chịu chơi sao? Bắn đứt cổng thùng luôn. Em cứ ông bà suốt là ở trong này là banh chành. Nhưng mà mình là giúp việc mà. Mình giúp việc, mình có quyền xin nghỉ. Thôi đi. Đẩy hoài vô trong luôn đi. Vòng sau ngoài không chơi nữa. Thưa quý vị, cái sự gọi là ngây thơ đến với kịch của Thu Thủy á, nó giúp cho cái niềm vui tăng lên rất là nhiều lần.